là sau đây mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì cũng như là lời hứa của mình đối với các bạn á, thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm cái thử thách 24 giờ. Do là tuần này mình nghỉ được tới 3 ngày nữa các bạn, cho nên cái thời gian rất là nhiều. Mình có thể quay cái thử thách 24 giờ cho các bạn xem nè. Thì tại chính nơi này á, thì một năm trước mình đã có làm một cái clip thử thách 24 giờ trong nhà bao. Nhưng mà lần này mình cũng tại nơi này, mình sẽ làm một cái thử thách 24 giờ nhưng mà ở trong nhà bằng lá chuối nha các bạn. Mình sẽ tạo dựng theo một cái phiên bản mới đó nha. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp tại chỗ này nè các bạn, rồi mình đi chặt lá chuối để mình dựng lên một cái nhà trời bằng lá chuối để có thể làm thử thách 24 giờ cho các bạn xem nha. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có động lực để cố gắng làm ra những thử thách hay và thú vị hơn cho các bạn xem nữa nha. Đi thôi nào các bạn ơi. Các bạn ơi, thì đây là cái nhà chòi bằng lá chuối của mình đã hoàn thành rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ xây thêm cái gian bếp, cái chỗ nhà bếp để nấu ăn với lại cái nhà vệ sinh nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ làm cái nhà vệ sinh á bằng những cái tàu lá chuối khô như thế này nha các bạn. Ở đây các bạn ơi, nguyên liệu để mình xây dựng lên cái nhà tắm của mình nha. Giờ mình sẽ bắt đầu dựng lên bằng lá chuối khô. Và đây cái nhà tắm của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đây là lá chuối khô rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bồn cầu nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì sau mấy tiếng đồng hồ thì mình cũng đã dựng lên cái căn nhà lá của mình rồi nè. Thì Bim Bim cũng đã xuất hiện luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái thử thách 24 giờ luôn nha các bạn ơi. Ê, để coi mình coi bây giờ là mấy giờ rồi nha. Ồ, hiện tại bây giờ là 11 giờ 26 phút nè các bạn ơi. Ngày mấy ta? Ngày thứ hai, ngày 28 tháng 12. Thì cái thử thách này sẽ kéo dài cho đến 11 giờ 26 phút ngày thứ ba là ngày mai nha các bạn. Mình sẽ làm cái thử thách này cùng với lại Bim Bim. Nhìn tổng thể thì nội thất bên trong không thể thiếu đó là chị Bim Bim. Đây là nhân vật chính của chúng ta nha các bạn. Chị rất là sướng luôn, chỉ đứng không và hưởng thụ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để khám phá căn nhà của mình nha các bạn. Đây là nguyên một bọc đồ ăn luôn nè các bạn ơi. Giờ mình sẽ bắt đầu dọn ra từ từ luôn. Còn đây là nồi niêu son chảo. Bây giờ mình sẽ dọn lên nha các bạn ơi, khá là nhiều luôn đó. Ở đây mình có mấy cái móc nè, mình sẽ máng lên cái cây chuối luôn nha các bạn. Bim đứng chờ chị chút xíu đây mà tiểu Bim Bim đó. Thì mình sẽ máng lên cái bếp của mình nha các bạn. Đây là hai cái chảo nè, cái chảo lớn cái chảo nhỏ, mình máng ở đây đi. Mình sẽ để đũa đồ ra nha đó. Đây mình có đem chén, đũa, muỗng đồ nè.
để mình sinh hoạt trong 24 giờ. Mình sẽ để đây thêm cái tô nữa. Đây, cái gỗ rau muống của mình sẽ để ngoài này đi các bạn. Mình có để làm cái bàn á. Ở thì chén đũa của mình sẽ để ngoài này nha các bạn. Ở đây mình có cái ghế bàn mình để nè. Còn đây á là cái bếp của mình nha. Dụng cụ đồ rau là mình sẽ để trên cái bàn mình tự chế nè. Thì á, cái căn bếp mình chỉ có nhiêu đây để các bạn. Mình làm cặp bên hông nhà á. Ở phía trong là cái nhà vệ sinh nha. Đó. Còn đây là củi rồi nè, cái bếp. Chén mình úp ở trên cái cây. Cái nhà vệ sinh này thì mình làm mình cũng thấy là khá là thích luôn các bạn. Nó hòa nhập với lại thiên nhiên. Ở kế bên là cái nhà bếp luôn các bạn. Nấu ăn, nấu uống vậy đó thì rửa, mình sẽ đem qua đó mình rửa luôn nha. Tiếp theo mình sẽ khám phá bánh của mình nha. Đây là bánh sô-cô-la, bánh mì. Đây cũng là bánh mì luôn. Mình mua rất là nhiều luôn. Còn đây là bịch xúc xích của Bim Bim nè các bạn. Mình sẽ để qua. Và đây là nước giải. Mì gói nè, rất là nhiều loại mì luôn, mỗi thứ mình lấy một loại các bạn. Đây nữa, đây là trà đào. Lúc mà mình lấy á, mình tưởng này là rong biển sấy khô, ai dè bây giờ mình đọc kỹ nó là kim chi cải thảo. Thôi chắc hồi mình sẽ gửi mẹ đem vô nhà cất cho mình. Còn cái này là đậu phộng. Này kẹo dẻo. Lại bịch xúc xích của Bim Bim nè. Wow, thêm một bịch nữa nè. Rồi Bim Bim ăn đã luôn các bạn ơi. Đây là gói mì cay, chiều chiều mình với lại Bim Bim sẽ ăn lẩu mì cay. Còn đây là gì ta? Đây là bánh xì nách. Gì đó? Ngoài Bách Hóa Xanh tặng cho mình thêm bịch đường đó nè các bạn ơi. Hên quá, mình không có đem đường ra. Còn đây là cái cục khăn giấy để mình đi vệ sinh, với sẵn mình vệ sinh cho Bim Bim luôn. Tại vì Bim Bim ở 24 giờ thì chị ta hay đi bậy lắm. Còn đây là cái áo của mình nè. Chiều tối mình sẽ tắm và mình thay cái áo này ra cho nó mát nha các bạn. Chứ 24 giờ thì mình cực kỳ hôi luôn. Thì chiều chiều mình sẽ tắm trong cái nhà tắm này của mình nha các bạn. Đây là nguyên một chai nước luôn nè các bạn ơi. Một chai nước này là tới 3 lít lận. Mình sẽ sử dụng tới ngày mai luôn nha. Còn đây là cái nước đá và cái ly của Bim Bim thúi nè. Cái này là cái nón mình quạt để là dành quạt cho nó mát. Còn cái điện thoại này là của mình để dành coi giờ nha các bạn. Hay là gạo nè, để chiều mình có nấu cơm. Mình sẽ đem ra ngoài cái bếp luôn nha, để có nơi có chỗ. Nguyên liệu của mình sử dụng cho đến 24 giờ thì chỉ có bao nhiêu đây thôi các bạn ơi. Nói chung là mình sử dụng đợt này rất là nhiều luôn so với cái thử thách đợt trước. Còn đây là cái gối với lại cái mền mình để mình ngủ nha các bạn ơi. Cái lược để chải tóc nữa chứ. Rồi các bạn ơi, nãy giờ cũng gần 12 giờ luôn rồi. Sáng giờ mình làm cái chòi này mình chưa ăn uống gì hết á. Hiện tại bây giờ rất là đói bụng luôn. Bây giờ chắc mình sẽ đi nấu nước chuẩn bị ăn mì nha. Mình sẽ ăn trưa luôn nha các bạn. Nấu nước ăn mì thôi. Đây này có cái ống quẹt với lại cái đèn cầy để mình mồi lửa. Đây, nước đã sôi, giờ mình sẽ đổ nước vô mì nha các bạn ơi. Mì này mình nấu hơi bị ít nước rồi các bạn ơi, không đủ rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nắp đậy lại cho nó chín nha. Bim ơi, đói bụng không? Đói bụng không Bim Bim? Bây giờ mình sẽ khui mì ra nha các bạn. Thanh thần. Mì của mình đã chín rồi nè các bạn ơi. Nóng quá tiểu Bim Bim ơi. Lấy cái đũa với cái chén cho Bim Bim mới được. Dĩa chứ. Trộn mì lên. Mì nó đã chín rồi nè Bim ơi. Nóng quá.
Đây xin mời các bạn miếng mì tôm với mình nha. À, đó quá các bạn ơi. Mì chưa được chín lắm các bạn ơi. Tại vì mình nấu hơi bị ít nước á. Có thể dai giòn sực sực. Quá đã. Ăn không Bim? Để tao múc cho mày ha. Thì Bim ơi, ăn mì đi Bim. Nè Nguội ơi, ăn đi. Nè, ăn mì đi, đói bụng không? Nè, nè ăn đi, giỏi, thương Bim. Trời ơi, bác không chịu ăn các bạn ơi. Mì này chị xui. Chị xui Bim Bim, nè. Ai. Ăn đi mà tiểu Bim Bim thôi nè. Con mì ngon lắm á. Ăn đi. Ôi trời ơi, bà tự cái bác cái té chị xui rồi. Ôi, bác mì té luôn rồi. Ai. Bà ăn bà bị cay các bạn ơi, rồi té ghế luôn, uống nước đi Bim Bim. Trời ơi, cái bà chị này thiệt chứ. Bà té ghế không là mình cũng đuối theo nó hà. Nè miếng nó đi. Rồi nó mò các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ ăn hết tô mì của mình nha. À, giờ mình sẽ đi rửa chén thôi nha các bạn ơi. Bây giờ rửa chén cũng hơi bị khó khăn. Tại cái nhà tắm mình nó hơi nhỏ các bạn. Ui, múc nước rửa chén rồi. Ôi da. Trời ơi, rửa chén xong cái tự nhiên mắc tiểu quá ta. Thôi, để đi úp chén cái đã. Hột bùi ngầu quá tiếp không vui. Một mỏi vui trở về cả bùi. Ôi, cuối cùng cũng xong xuôi. Bim ơi. À giờ thì mình cũng đã ăn no nê rồi. Chắc bây giờ mình với lại tiểu Bim Bim Thúi sẽ ngủ trưa. Xuống này. Xuống đây Bim Bim Thúi. Ôi, chị này. Các bà chị xui Bim Bim này. Thì chị nằm xuống ha. Bim Bim nằm bên đây ha. Ôi. Bây giờ mệt quá tiểu Bim Bim ơi. Ây da, tự đau, đừng leo lên đầu chị mà, Bim Bim. Ngủ hay Bim Bim thôi ha. Làm sao? Ây da, ây da, đau. Bim Bim này. À, ngủ đi Bim Bim. Để lại lá vàng Bim đi, để lại muôn vàng cộng lông. Ai hốt mà chạy Bim Bim này còn bay luôn. Trời ơi, chị Bim Bim này điếm thúi thiệt chứ. Chị ta bỏ vô nhà chứ không có đâu hết trơn á. Trời ơi, giờ 2 giờ chiều luôn hết rồi. Cái bà Bim Bim này tới giờ bà cũng chưa ra. Xin chào cả bạn nha. Mình ngủ giấc cái tới 2 giờ luôn mà chị Bim Bim đi đâu mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ này đó bụng quá, chắc mình sẽ kiếm cái bánh gì ăn quá các bạn ơi. Chị điếm thúi Bim Bim này thiệt là tình chứ.
Hồi nãy mình lục coi có bánh gì ăn nha các bạn. Ui dạ, bánh gì tùm lum hết trơn nè. Bánh đậu phộng nè, mình làm sao bánh đậu phộng đỡ đói nè. Wow, đậu phộng nè. Đậu phộng phô mai. Bây giờ mình sẽ uống nước thôi nha các bạn. Quá xa đã. Thôi chắc bây giờ mình sẽ chải tóc đồ lại, mình sẽ chỉnh clip cho ngày hôm nay mình đăng cho các bạn xem nha. Còn cái clip thử thách 24 giờ khi nào mình làm xong thì mình mới chỉnh sau, mình mới đăng cho các bạn xem. Hai bim bim của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Sớm giờ bả trong nhà bả ngủ ghê rồi các bạn. Trời ngủ tới chảy ke mà dính lông trên mỏ luôn nè chị bim bim. Ôi cái chị này nè, bây giờ bắt hoạt hình cho bim bim coi ha. Thấy bim bim thôi ha. Nè coi nào, hoạt hình Nobita và Doraemon ha. Chịu không tiểu bim bim? Cái này ha. Bim bim ơi, coi cái này không? Thích này không bim bim thôi. Không chịu hả? Coi không? Coi không? Nè ha, chịu không? Hay cái nào? Ôi chết rồi. Cái này ha bim bim thôi ha. Cái gì vậy ta? Nè bim bim, chịu không? Doraemon hay Tom and Jerry? Cái nào? Giờ cái nào hả tiểu bim bim, mày chọn lẹ đi. Sao lâu quá vậy tiểu bim bim, cái nào? Hay là Shin cậu bé bút chì? Cái nào vậy? Ừ? Trời chị này khó tính ghê. Cái này ha. Có này ha, chịu không? Thích cái này không bim bim thôi. Nè. Nè chị coi đi. Nè. Thích này không? Không chịu hả? Bắt cái khác ha. Này chịu không? Không chịu luôn hả? Cái gì kì, nó bim bim thối nè, có này đi. Nè bim bim thối, coi này bim chịu không? Thích hết không? Bắt này ha. Không chịu luôn hả? Trời ơi, sao chị khó tính quá vậy chị bim bim thối. Cái này chịu không? Thích không? Không thích luôn hả? Thôi vậy thôi luôn đi. Đợi dĩ xíu nghe bim bim để chị kiếm coi có gì để nấu ăn không nha. Gì vậy ta, đây bánh mì. Ôi xúc xích của bim nè bim. Bim ăn xúc xích không? Bây giờ mình sẽ nấu cái gì với xúc xích ta? À, mình có một gói mì cay nữa các bạn. Chắc giờ mình sẽ nấu lẩu mì cay mini quá. Chứ hôm nhà không có gì hết trơn á. Toàn nước ngọt với lại bánh kẹo mình chưa ăn hết nữa các bạn. À, ok, bây giờ mình sẽ nấu lẩu mì cay mini nha. Ở phía ngoài này đó là có rau muống nữa nè. Bim bim chịu ăn không? Thế phải không bim bim? Chịu luôn hả? Ồ, đợi chị xíu ha, để chị nấu. Đây, để chị lấy cái gũ gạo ra. Gạo này nó héo hết rồi các bạn ơi. Cái gì bim bim thối, từ từ. Chị bim bim. Chị bim bim ơi, đứt cái mỏ mà. Chị bim bim này. Ôi ơi, cái chị này. Ê, đứt cái mỏ, đứt cái mỏ. Chị xui này. Lạc bỏ một bên nè. Từ từ, từ từ mà. Chị bim bim này đừng có gấp gáp được không? Ê, có tôi, có tôi. Chị xui này. Ê, chị đừng có ăn mà. Chị bim bim. Chị bim bim này. Sao chị ăn rau của tôi? Đừng có ăn mà, chút đi rồi ăn. Nấu chín ăn thôi bị đau bụng á. Ê bim bim thối ơi. Thôi đi cái dao này thôi, mà mày ăn cái luôn cái dao á. Ây vô, chị lặt rau rồi. Bây giờ bim đứng ở đây, chị vô nhà tắm rửa rửa rau cái nha. Đứng đó nghe bim bim thối. Đứng đó nghe tiểu bim bim. Ôi dạ. Hay là khó khăn đó chị em ơi. Bây giờ dù nó sẽ đặt lên đây. Nó rửa rau. À, chị bim bim. Bim bim. À, bim 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 thôi. Trời ơi chị ta. Chị bim bim bỏ mình vô luôn các bạn ơi. Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ nấu đồ ăn luôn đi. Hồi có gì mình nhờ mẹ mình ẵm bim bim thúi ra nha các bạn. Ai da. Con muỗi nè. Vô, mình sẽ cho nước vô. Hay các bạn ơi, dao mình đã rửa xong rồi nè. Chắc bây giờ mình sẽ cắt xúc xích ra. Sẽ nặng ra. Sẽ làm hai cây xúc xích thôi nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ chẻ dài dài ra. Chẻ như thế này nha. Và ok các bạn ơi, nước của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ xé bột gia vị của gói mì này bỏ vô nha.
giờ mình chờ cái nước lẩu mình nó sôi nữa là mình sẽ ăn nha các bạn ơi. Lẩu nó cũng đã sôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trụng mì nha. Bây giờ mình sẽ bẻ ra nửa gói bỏ vô đây. Bim bim nó bụng không bim bim thôi. Đó, sẽ để miếng rau vô luôn. Đây, lấy chén nha như bim. Chị ăn cái chén nè. Bim bim là cái dĩa là bim bim. Dạ. Nha, cái dĩa này có bim bim ha. À, bây giờ mình sẽ lấy xúc xích mình đổ vô luôn. Wow. Rồi 5 giờ luôn rồi Bim ơi. Mì của mình nó đã chín luôn rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn lẩu thôi Bim Bim thúi ơi. Đây sẽ gắp mì cho Bim Bim nha các bạn. 5 giờ luôn rồi cái nó buồn thúi ruột. Đó, giờ hai chị em mình cùng ăn lẩu ha tiểu Bim Bim. À, gắp để qua đây cho Bim nha. Bây giờ đây, giờ sẽ tới lượt mình. Ồ đây gắp miếng xúc xích nha. Đây xin mời các bạn miếng xúc xích với mình nha. Ăn lẩu mì cay mini. Wow. Cay lắm. Mà ăn còn nóng vậy mới ngon nè các bạn ơi. Bim bim ăn không? Tao cay mà sao mày há họng như Bim Bim. Mình ăn mà Bim Bim nó cũng cay theo nữa. Từ từ đi, để tao cho mày ăn. Quá tuyệt vời. Cay quá. Không biết này Bim Bim ăn được không ta. Đỡ quá Bim ơi. Giờ chị sẽ cho Bim Bim ăn ha. Nè Bim Bim, ăn xúc xích đi Bim Bim. Nè, ăn đi. Ăn mì đi Bim Bim. Nè, Bim Bim nó sợ cay các bạn ơi. Thôi, giờ mình sẽ tiếp tục ăn nha. Giờ này 6 giờ mấy rồi các bạn ơi. Sớm giờ mình ăn xong mà Bim Bim nó vô nhà, nó tắm xong nó trong nhà với mẹ mình luôn rồi các bạn ơi. Giờ này 6 giờ mấy mà hả, trời mới mờ mờ các bạn, mà đài phát thanh còn la làng nữa ha. Mình sẽ nằm đây chờ tới tối mình mới có thể tắm được nha các bạn. Tại vì ngay cái nhà tắm của mình các bạn ơi, nó không có cửa cho nên là tắm tối nó sẽ an toàn hơn. Ok các bạn ơi, thì mình mới vừa tắm xong luôn nè. Giờ là 6 giờ mấy luôn rồi nè các bạn. 6 giờ 50 mấy, không biết các bạn thấy không, nó hơi bị chá. Là 6 giờ 56 phút rồi các bạn ơi. Bim Bim thì hồi á, mẹ mình mới ẵm ra giùm mình các bạn ơi. Bà nội ta giờ này lo ở chổng ăn ốc rồi các bạn ơi, bỏ mình luôn rồi. Hôm bây giờ mình sẽ nằm xuống đây chơi xíu, rồi chừng nào mẹ mình ấm Bim Bim ra thì mình sẽ ngủ cùng với nó nha các bạn. Nói chung ở ngoài này thấy cũng ớn ớn các bạn ơi. Mình sợ nhất là làm những cái thử thách 24 giờ là mà ở ban đêm á, mặc dù là ở gần nhà nhưng mà mình sợ lắm. Giờ này còn sớm á thì người ta đi qua đi lại các bạn, cũng đỡ sợ. Bên kia là ở nhà hàng xóm còn bắt đèn các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, giờ này Bim Bim cũng ra rồi nè. Nhưng mà có cảm giác rất là sợ luôn các bạn ơi. Điện thoại của mình thì hết pin rồi. Mẹ mình nói, mình mới hỏi mẹ mình á, thì mẹ mình nói bây giờ là 9 giờ 15 rồi các bạn ơi. Đó, Bim Bim có như đây cho mình bớt sợ. Xui cái là mới vừa hết pin luôn các bạn ơi. Giờ mình không coi đồng hồ được nữa. Thôi, chắc bây giờ mình với lại Bim Bim chuẩn bị ngủ quá các bạn ơi. Có cảm giác thật là đáng sợ Bim ơi. Bim Bim tối nó cũng sợ nữa các bạn. Tối nay ngủ chị nghe Bim. Đáng sợ quá Bim ơi. Từ từ Bim ơi. Tao cũng sợ chứ không phải có nghiêng gì mày đâu. Từ Bim ơi. Nằm xuống Bim ha. Nằm xuống để chị nằm xuống. Hai chị em mà đắp mà nói. Đừng có chạy bỏ tao. Tao sợ lắm Bim ơi. Mày đừng có bỏ tao. Ở đây giờ mình ngủ nha Bim ha.
xin chào tất cả các bạn, sáng mai gặp lại nha. Không có làm thử thách 24 giờ đó các bạn, cho nên mình nghe âm thanh gì, nhưng mà mình nghe ở ngoài này có âm thanh kỳ lạ lắm đó các bạn ơi. À, trời ơi, không biết các bạn có nghe không nữa, nhưng mà mình nghe cái tiếng gì hơi ghê lắm. Bim bim nó sợ luôn nè các bạn ơi, bim bim nó cũng sợ nữa nè các bạn ơi. Thôi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, sáng mơ gặp lại nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, giờ này sáng luôn rồi, không biết giờ mấy giờ nữa, điện thoại mình hết pin á, cho nên là mình không có coi được nữa. Mà mình nghe tiếng gà gáy, mình nghĩ chắc giờ này chưa khoảng 6 giờ. Tối thì ngoài này nó cực kỳ khó ngủ luôn các bạn ơi. Chắc là do mình lạ chỗ hay sao á. Với lại thôi mình nghe những cái âm thanh rất là kỳ lạ luôn các bạn ơi. Gần sáng thì mình mới chợp mắt được chút xíu á, thì lúc đó mình ngủ quên là bim bim nó đi đâu mình cũng không biết nữa. Chắc là hắn ta đi vô nhà với mẹ mình đó các bạn. Cũng nhờ có bim bim mà tối mình cũng đỡ sợ hơn các bạn ơi. Oh yeah. Rồi, mắt con nhé. Rồi ok, yên tâm luôn. Còn lại quá trời đồ ăn luôn nè. Ăn bánh mì ha ba. Sáng sáng mình nè sẽ ăn bánh mì với uống nước giải đi. Mời bạn miếng bánh mì với mình nha. Ở lộn, miếng bánh bông lan nha. Rồi, thơm 10 gram. Rồi, thơm miếng nước. Miếng nước giải nha các bạn. Rồi, thơm 10 giải rồi. Nó ngọt như cái nước của vải tươi luôn các bạn. Các bạn ơi, giờ này cũng trưa luôn rồi, hình như chắc giờ này cũng tầm khoảng 8-9 giờ gì á, nắng lên luôn rồi, chắc mình sẽ nấu cơm để hồi của bim bim ra ăn chứ các bạn ơi. Hồi mình sẽ nhờ mẹ mình ẵm bim bim ra cho mình với nha các bạn. Điện thoại thì mình nhờ mẹ mình sạc ở trong nhà rồi, sớm mẹ mình đe ra mẹ mình lấy vô để sạc rồi các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ nấu cơm để ăn hồi ăn thôi các bạn ơi, đói bụng nữa. Ôi ta. À, cái hũ gạo tối mình giờ vô đây nè. Ồ. Còn như đây nè các bạn ơi, mình hôm qua giờ mình không có nấu luôn nè, giờ mình sẽ lấy số gạo này mình đi nấu nha. Ây da. Đây. À, đem gạo để đi vo nha các bạn.
vô nhà tắm của mình do ăn gạo nha. Ê các bạn ơi, cơm của mình nước nó đã sôi, giờ mình sẽ bắt đầu chắc nước nha. Dạ, rất là nóng luôn. Hay cơm mình đã chắc xong rồi, giờ mình sẽ bỏ lại bếp than nha các bạn. Hay bây giờ mình sẽ bắt đầu xới cơm nha các bạn ơi. Wow, cơm mình nó vàng khè luôn các bạn ơi. Đây nè, mình sẽ lấy đũa mình xới lên nha. Ừ, nó đã chín rồi, ý có miếng bụi nè. Lấy ra. Giờ mình sẽ xới cơm ngay để chuẩn bị ăn cơm với Tiểu Bim Bim nha. Ừ, cái này lại xới lên, mình lấy cái tô cho mình nha các bạn. Còn lấy nó chơi, bây giờ mình sẽ lấy cái chén này cho mình nha các bạn ơi. Cái tô này để cho Tiểu Bim Bim đi. Ai bây giờ mình sẽ bới cơm nha. Cơm nó giòn giòn luôn nè. Sẽ bới cơm cho Tiểu Bim Bim trước. Đây là cái chén của mình nha các bạn. Cạo vô nhà. Rồi sẽ ăn trong nhà. Mình cạo được miếng cơm cháy nè. Bây giờ nóng nên xin mời bạn miếng cơm cháy với mình nha. Nó giòn lắm các bạn ơi. Mà nó thơm nè. Nó dẻo dẻo hả? Ngon lắm. Tới đây là cơm tới đây. Ê quên, nấu cơm rồi mà mình không có đồ ăn rồi các bạn ơi. Chết không. Giờ mình sẽ kiếm gì ăn chung nha các bạn. Không lẽ ăn với lại bánh oxy ta. Rồi thôi đi. À đây đây, còn xúc xích của Bim Bim nè các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ cho Bim Bim ăn đi. Mình sẽ ăn cơm với lại nước tương nha các bạn. Đây nè. Mình sẽ bỏ vô cho Tiểu Bim Bim thôi. Đây, Bim Bim nó phá xúc xích lắm. Mình bỏ lộn chén của mình nè. Đây mấy của Bim Bim nè. Bây giờ mình sẽ xịt nước tương vô cho Bim Bim thối. Còn của mình nè. Em ơi, đói bụng cho Bim Bim. Em đói bụng chưa? Cơm nè Tiểu Bim Bim thối ơi. Cơm chị nấu chưa cưng nè. Cơm nè Tiểu Bim Bim thối. Nè, nó xúc xích nè. Xúc xích cưng thích nè Bim. Nè. Dì ghẻ ra cha ha. Nè Bim. Nè. Không ăn luôn hả? Trời ơi, tao nấu công tình, tao nấu cực khổ nè, ăn đi. Không ăn luôn. Chị này thiệt chứ. Nè, Bim Bim giận nữa rồi. Tự nhiên giận người ta à. Nè. Gầu chị ghê á. Nè, ăn đi Bim. Cơm chị nấu cho Bim mà. Bim Bim, ăn đi cho chị vui Bim Bim. Nè, Bim Bim thôi. Nè, ăn đi. Ăn xúc xích ha. Nè. Xúc xích nè Bim. Nè. Trời ơi. Ảnh mặt làm ngơ luôn các bạn ơi. Buồn Bim Bim ghê á. Thôi đứng xuống đây với chị nè. Nè, Bim Bim. Đứng xuống đây. Sao giận chị vậy hả? Bim Bim đừng có vậy chứ. Bim Bim làm chị buồn ghê luôn. Thôi bây giờ để chị ăn cơm ha. Xin mời các bạn miếng cơm với mình nha. Wow. Rất là ngon các bạn ơi.
chị bích xì đã xuất hiện luôn rồi kìa các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho bích xì ăn nha. Xì ăn hết bích xì nè, ăn cơm của chị đi, ăn cơm có chút xích á, ngon không? Ngon không bích xì? Cơm chị nấu đó bích xì, ăn đi. Hôm qua giờ mày đi đâu ạ? Nhớ mày cũng chết luôn á. Bim không chịu ăn nữa, chị bích xì ăn rồi kìa mà Bim không chịu ăn, buồn Bim quá à. Công tình nấu cho Bim ăn luôn á nè, chán ăn muỗng cho chị vui đi Bim Bim thôi nè. Bim ơi ăn đi Bim Bim. Ồ, thương thương Bim quá à. Nó ăn cho mình vui nè các bạn ơi, nè ăn nguyên tô cho chị vui luôn đi Bim nè. Bim Bim ăn đi mà, ăn một muỗng chứ không ăn chơi à, không ăn tô hả? Rồi đúng là con người lịch sự mà nè Bim Bim nha. Trời ơi bầu dở lắm hay xì mày mày ấu gì Bim, buồn ghê gớm. Nói vậy mà chị Bixi ăn hết trơn luôn rồi nè. Thôi nè Bixi, cho cưng ăn luôn nè. Tội nghiệp Bixi các bạn ơi, nó đứng nó chờ mà không được ăn. Còn Bim Bim thì khỏi ăn luôn đi. Giận luôn. Trời ơi, Bixi nó ăn thấy thương luôn nè các bạn ơi. Nó liếm từng hộp cơm luôn nè. Bixi lụm đi Bixi. Ngon hả Bixi? Trời ơi, tội nghiệp Bixi quá à. Ăn đi Bixi. Đó, Bim Bim thúi này, buồn quá à, Bim Bim. Bim buồn quê á. Chén Bixi ăn xong nó bỏ về luôn rồi các bạn. Giờ mình sẽ dẹp dọn nha. Đó, rồi mình không thể nào dẹp dọn được với cái bà chị này luôn. Bà không ăn mà bà nhõng nhẽo các bạn ơi. Đó, bà nhõng nhẽo. Bim Bim mắc cảo quá này Bim Bim ơi. Mắc cảo quá Bim Bim thúi ơi. Tự nhiên chu đích. No nê rồi các bạn ơi. À, Bim Bim không ăn gì hết trơn á. Mẹ mình cũng mới đưa cho mình cái điện thoại nè, để mình coi giờ này mấy giờ rồi nha. Ê, ô, giờ là lại 9:31 luôn các bạn ơi. Ngày 29 tháng 12 nè. Bim nằm bên nào? Bim nằm bên đó ha. Bim nằm bên đây. Rồi. Ê, điện thoại đâu rồi ta? Nè Bim Bim. Bim Bim có nào Bim? Này ha. Chịu không? Chịu ha. Nè, coi đi. Mày Bim thối rồi. Nè. Nè coi đi. Nghĩ Bim. Ủa quên lúc nào không hay luôn các bạn ơi. Tiểu tử thối Bim Bim nó còn ở đây với mình à. Mừng ghê luôn á, mỗi lần mà mình ngủ là hay chuồn về lắm các bạn. 11:40 thứ ba ngày 29 tháng 12 luôn này các bạn ơi. Nó cũng đã hoàn thành cái thử thách này rồi. Con Bim Bim thúi giờ nó cũng mệt rũ rượi rồi các bạn ơi, nó buồn ngủ quá. Chắc mình sẽ cho Bim Bim về nhà tắm rửa các bạn ơi. Hôm qua giờ mình không vô nhà nữa cho nên á, mặc dù là mình khó tắm ở đây nè, nhưng mà mình mẩy mình cũng rít chịch à, nó cũng hôi lắm các bạn. Ở đây thì ngủ nó ngứa. Với lại tối á các bạn, mình nghe mấy cái âm thanh kỳ lạ mình ngủ không được nữa. Cái lúc mà mình ngủ được là gần sáng rồi mà chị Bim Bim cứ bỏ mình vô luôn. Chị Bim Bim thúi này nè. Thôi Bim Bim cũng mệt rồi, giờ chắc mình sẽ cho Bim Bim vô nhà nha các bạn. Từ từ Bim Bim, nôn quá vậy. Nói chung là ở ngoài này á, căn chòi này thì nó mát các bạn. Tại vì mình lợp lá á, ngủ dưới đây á là mình lót chiếu á. Nhưng mà mình có để gom nữa thì ngủ nó cũng đỡ đau lưng. Nhưng mà không có cái mụn nữa các bạn. Cho nên là ngủ cực kỳ bị muỗi cắn luôn. Tiểu tử thối Bim Bim thì không biết nó bị muỗi cắn không nữa. Riêng mình thì bị muỗi cắn rất là nhiều luôn. Ngủ sáng nay giờ này bị ngứa các bạn ơi, chắc là do mình tắm rửa không sạch đó. Đó, giờ Bim Bim vô nhà ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái thử thách ngày hôm nay của mình nha. Các bạn ơi, nếu các bạn nào yêu quý mình với lại Bim Bim, rất mong là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với lại tiểu Bim Bim, để có động lực cố gắng làm ra những video hay và thú vị hơn nữa cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình với lại tiểu Bim Bim thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you cả rem rem rem. Được vô nhà rồi Bim Bim thúi ơi. Vô nhà rồi. Mẹ kêu kìa Bim ơi. Trời ơi, nó cũng phải phạt một cái nó mới chịu. Mẹ kêu kìa. Nó bỏ luôn rồi, nó làm ngơ luôn rồi. Mừng ghê á Bim ơi.